Rồi, ok, qua part 2 ha. Robert is talking to Helen. What do they say? Ok, read the conversation and choose the best answer. Try letter A to H for each answer. You do not need to yield on the letter. Day one example. Rồi, mình sẽ đọc cái đoạn văn, một cái đoạn hội thoại mà Robert nó nói chuyện với Helen. Nếu mà các bạn biết, các bạn nhìn qua đây ha, mình sẽ thấy này. Robert và Helen dắt theo con chó. Ở đây có người cha đang chuẩn bị lên xe chở đi đâu đó. Thì cái quan trọng của mình, cái này nó giống như của Mover. Nhưng mà Mover thì chỉ là một cái mẫu hội thoại thôi. Tức là A, B đối đáp với nhau sao cho nó hợp nghĩa. Mình chọn ABC. Còn ở đây là các bạn phải chọn sao mà để cho nó tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa. Và đương nhiên ở đây mình có 5 cái khoảng trống. Và bên đây mình có 6 cái mẫu câu để ráp vô. Thì các bạn điền xong nó sẽ thừa ra 2 cái ha. Và cái quan trọng nhất là cái ví dụ mà người ta làm xong mình đánh dấu liền, làm tới đâu đánh dấu tới đó để đừng có rối ha. Rồi, Robert nói gì? Hello Helen, where are you going? Chào Helen, bạn đi đâu vậy? Helen mới trả lời, đi. Mình qua bên đi, mình coi là gì. Ok, to the shop with my dad. He going to buy me a birthday present. Rồi, mình đánh dấu vô ha. Rồi, mình đi đến cửa hàng với ba mình. Ông ấy sẽ mua cho tôi một cái quà sinh nhật. Mua cho mình cái quà sinh nhật ha. Rồi, tiếp theo, Robert là thằng con trai, nó mới hỏi, is it your birthday today? Hôm nay có phải là ngày sinh nhật của bạn hay không? Cái quan trọng là birthday today là một khoảng thời gian. Vậy bạn ra từ trên xuống dưới này thì bạn sẽ thấy, thứ nhất là is it, thì câu trả lời là dạng câu hỏi, là dạng câu hỏi yes no. Hôm trước thầy có lưu ý các bạn rồi. Đối với cái này thì mình sẽ làm sao? Mình đoán ha, sao cho nó hợp nghĩa. Trước cái khoảng trống, đây là khoảng trống, mà trước khoảng trống là câu hỏi thì khoảng trống sẽ là câu trả lời. Sau khoảng trống là câu trả lời thì khoảng trống sẽ là câu hỏi. Và sao cho các bạn tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa thôi. Ở đây nè, is it your birthday today? Hôm nay có phải là sinh nhật của bạn không? Thì ngay chỗ này nó chỉ có một cái phù hợp. Câu trả lời là, thứ nhất đây là câu hỏi yes no ha. Thì no, it's next week. Ok, vậy không không, nó là vào tuần sau thì nó mới hợp nghĩa của mình ngay chỗ này. Vậy ngay chỗ này mình điền vô là ha. Ok, làm tới đâu thì các bạn nhớ thì nhắc lại ha, đánh dấu tới đó. Mình đừng đọc lại chứ gì chân. Rồi, tiếp tục Helen mới hỏi, I'm going to get a new computer game. Tôi sẽ có một cái trò chơi vi tính mới. Thì Robert nó nói cái gì đó mà Helen mới nói là I haven't got many games have you? Đây là câu hỏi. Vậy ngay chỗ này nè, nếu mà bạn không tìm được cái gì hết thì bạn sẽ tiếp tục. Giả sử nha, để mình gặp khó khăn, mình thế từng cái khoảng này vô mà mình thấy nó vẫn không hợp nghĩa gì hết thì các bạn đi tiếp. Rồi chút xíu bạn quay lại ha. Còn nếu mà bạn nhìn vô bạn thấy liền ngay chỗ này nè, I love playing those. Tôi thích chơi những cái trò chơi này, nhưng mà it's difficult to stop sometimes. Đó, thì cái mục G nó sẽ vào ngay chỗ vị trí số 2 này. Rồi thằng Helen nó mới nói, con Helen mới nói, I haven't got many games. Tôi thì không có nhiều trò chơi, hẹp dữ. Còn bạn thì sao? Ngay đây ha, tạm thời mình điền G vô. Còn nếu không chút xíu thì chừa lại điền cuối cùng. Rồi ngay đây là một câu hỏi yes, no nè. Have you? Bạn, tức là có, bạn có nhiều trò chơi hay không? Vậy Robert, như vậy ngay chỗ này Robert sẽ trả lời cái ý gì đó mà nó phải liên quan đến nhiều hoặc là ít. Yes, a lot. My favorite one called Music Man. One này chính là computer game nè. Còn yes, a lot. Lots này chính là many. Thế cho cái nhiều trò chơi máy tính ở chỗ trống này. Mới vô thầy giảng kỹ chút xíu cho các bạn flyer ha các bạn nha. Rồi như vậy nghe chỗ này mình sẽ điền vô là A. Rồi, which shop do you think is the best for computer game? Cái này dễ rồi. Cái cửa hàng nào? Bạn sẽ đi đến cái cửa hàng nào? Cửa hàng nào mà bạn nghĩ là tốt nhất cho cái trò chơi máy tính? Vậy thì mình sẽ kiếm cái nào mà nó có vị trí ha. Ok, đây, you could try the big one in Swing Road. Road là con đường. Con đường này là con đường gì đó, không biết. Nhưng mà bạn biết cái chữ road này là bạn biết được. Big one này nè, là lớn hay nhỏ. Và one này nó sẽ thế cho cái cửa hàng trò chơi máy tính ở bên trên. Đây, which shop. Ok, vậy mình điền ngay chỗ vị trí này là F ha. Rồi, mình lại tiếp tục đánh chữ F vô.
Ngay bên đây điền vô chữ F. Ok, rồi, would you like to come with us? Bạn có muốn đi với chúng tôi không? Helen nó mới rủ Robert là có muốn đi mua trò chơi điện tử không? Rồi, ngay chỗ này mình sẽ còn lại ba cái khoảng trống, đó là thứ nhất C. Ok, but I need to phone my parents first. À, vậy câu này là đúng rồi. Rồi mình thử, giả sử như mình chưa đúng thì mình tiếp tục B. Me too, why don't you try them? Không hợp nghĩa. Tôi cũng vậy, tại sao mà bạn không thử chúng? Không hợp nghĩa ha. Rồi hoặc là sorry I don't, he be ready in 5 minutes là cũng không hợp nghĩa luôn. Như vậy thì cái cách làm là thử rồi đó các bạn. K từ 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 vô. Ok, vậy cuối cùng ngay chỗ này mình sẽ điền vô là một cái khoảng cuối cùng là gì? C ha. Rồi. Rồi thầy đọc lại một lần cho các bạn ha. Hello Helen, what are you going? Sorry. Hello Helen, where are you going? Where are you going? To the shop with my dad. He going to buy me a birthday present. Is it your birthday today? Okay. No, it's next week. I'm going to get a new computer game. Rồi qua câu G bên đây. I love playing those, but if it difficult to stop sometime. But it's difficult to stop sometime. I haven't got many games, have you? Yeah, a lot. Yeah, lots. My favorite one called Music Man. Chớp qua chớp lại vậy khó chịu quá ha. Would you like to come with us? Okay, but I need to phone my parents first. Of course. Rồi xong ha.